Mình xin thưa với Mạnh Thường Quân và các nhà coi như từ thiện trong nước và ngoài nước, bởi vì mình xin thằng Mười để làm cho mình một video để mình nói cái cặn kẽ bị con người mà người ta là thiếu nói, ít ăn ít nói, thành ra người ta không bày tỏ được cái tâm tư người ta. Yeah. Mình coi nói chung cái cuộc tiệc này là mình chỉ hưởng được cái tâm chứ chả có gì hết. Nhưng mà có cái là như thế này, khi mà nghe cộng đồng nhắn gửi là coi như là chỉ trích Nam điện cho anh mà rơi nước mắt khóc: chú ơi con khổ quá chú ơi, bây giờ không lẽ giờ con trả tiền 30 mấy triệu, tôi nói mà tôi nghẹn ngào. Vâng, Mười xin chào cô chú anh chị. Thì hôm nay Mười đến tại gia đình của chị Trâm mới vừa qua đời vừa rồi đó cô chú anh chị. Thì Mười xin giới thiệu lại cho cả nhà biết ha. Phía trước Mười đây là anh Dũng, là người mà ở địa phương đây. Trước đó là anh Dũng là người giới thiệu cho Mười đến đây để tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình chị Trâm đó cả nhà. Trong cái thời gian mà Mười đi Hậu Giang để trao tiền cho cha con bé Bon, thì anh Dũng cũng có liên hệ với Mười, thì cũng có những cái nỗi bức xúc như thế nào đó. Thì hôm nay luôn tiền Mười đến đây thì Mười gặp anh Dũng, thì Mười cũng mong là anh Dũng chia sẻ lại cho cộng đồng cũng như là cho gia đình của chị Trâm biết rõ hơn. Dạ em chào anh Dũng ạ. Dạ, rồi cứ, chào em. Dạ. Kính thưa, mình kính chào các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Mình là người hàng xóm, mình giúp là cuộc vừa gọi chắc mọi người cũng biết người mình. Mình là Nguyễn Minh Dũng. Nay mình muốn nói lên như thế này, bởi vì cái chuyện của Nam á, là cha của bé Bo á, là như thế này, bị gì á cộng đồng thấy rồi, thằng Bo nằng nặc rồi, ở sống với ba, tại từ xưa trước giờ thằng Bo nó sống với ba. Bị gì Nam nó cư xử không đúng, bị cái gì việc gì, như nếu mình cư xử đúng là nó hay, cư xử không đúng là nó sai. Thành ra xin cộng đồng cũng thông cảm cho nó. Là nó có sai, là cái sai là mẹ của nó mới vừa chết, mẹ con Bo mới vừa chết mà dắt đi là nó sai, vì nó xa con nó mấy tháng nay. Thành ra với việc mà để mà nói là nó để nó nghe nó cộng đồng giúp đỡ cho Bo nó chuộc lại, không phải tội nghiệp cho cháu. Bây giờ thành thật nó nói với mình là nó khóc với mình đó, là con không có như vậy, nhưng mà giờ con phải mang vậy. Thì mình mới nói như vậy nè, con cứ im lặng là vàng, để sau này rồi chú mới chia sẻ với cộng đồng, để nói cộng đồng thông cảm. Bởi vì đã thằng Nam nó là nhận cái số tiền là 32 triệu, gửi cho con nó 12 triệu. Thì có 20 triệu, còn 12 triệu lo tiền. Tại vì thằng bé ước mơ có chiếc đẹp xe đạp, ước mơ đi học. Bây giờ Nam đã tiến hành cho con đi học. Trong khi đó thì bà ngoại cũng nói là Nam rất là tốt. Khi mà vợ nó không còn ở gần chung thì Nam lo cho mẹ vợ, lo cho con vợ và các thứ. Hiện tại giờ Nam vẫn còn thiếu nợ vì vợ chồng nó, thì Nam đứng ra trả. Đó là một đứa tốt, nhưng mà có cái lời nói của nó là rất thiếu kẽm, nó không phân trần. Kính thưa với lại các nhà mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, nếu là mình thì không có tiếng sâu xa, cái tiếng tới tiếng lui là như vậy. Nếu là mình thì mình cũng phân trần, mình nhận 32 triệu này, 20 triệu gửi cho cô Bo, còn 12 triệu mình sẽ chia sẻ cho bà ngoại ốm đau, thì mình lấy một mớ để mà lo cho Bo. Nhưng mà cái này là khi Mười nói, khi nghe được là có người giúp đỡ cho bà ngoại với Hoàng Anh, thành ra cái tính không có chu đáo mà, thành ra lỗi ngay chỗ vấn đề đó. Thì mình là chỉ là người thân, người quen ở lối xóm, thấy người ta khổ. Ta khổ là gì? Không còn sức lao động nữa. Còn mình chỉ khó thôi, hết tiền mình kiếm được là mình khó. Người ta khổ, kêu bằng người khó giúp người khổ. Cũng nhờ các quý cô bác Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cái đám này là được suôn sẻ. Nhưng mà mình rất là mừng, vì mình chả được gì. Mình còn mang một cái tiếng là tào lao. Chuyện nhà không lo lo người khác. Đau lắm, đi xin tiền người ta chửi, nhưng mà mình chấp nhận. Thậm chí cái ngày mà đầu tiên mình phát tâm để đi xin gạo, mình không có tiền. Để nói đây không phải là để cho cộng đồng thương mình hay là gửi gắm gì cho mình, không phải. Mình chỉ nói bằng tấm lòng mình. Không có tiền đổ xăng, mình phải bán 6 cái thùng B là mình làm thợ hồ xây dựng mà.
20.000 để mình lấy gạo từ thiện, tại đó là cái tâm của mình, tại mình chỉ là khổ thôi, mình chỉ là khó thì người ta là khổ. Bây giờ mình xin cộng đồng, quý cô bác trong nước và ngoài nước, thì thương người chết cũng như người sống, thì bỏ qua cho Nam, tại vì Nam nó còn trẻ quá, lời nói nó không quan trọng, với là cách cư xử của nó bị công nói người Việt Nam mình nói mà, nếu mình công việc đó mình xử đúng thì nó là hay, có ý nghĩa. Mình xử sai là coi như nó vô nghĩa. Thôi bây giờ mình cũng là người hàng xóm, giống như là cô bác, những nhà mạnh thường quân chung tay để giúp cho những hoàn cảnh khổ. Thì mình tặng lòng, mình xin các nhà mạnh thường quân bỏ qua cái lỗi thiếu sót của Nam. Nam nó rất là người rất là tốt. Bây giờ nếu mà con mà sợ cha, nó đâu có nằng nặc một hai đời sống với cha. Đó, thành ra Dũng thành thật cúi xin các nhà mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ và bỏ qua những cái sai sót của Mười. Chớ Nam, bây giờ Nam á, nó không có tâm xấu. Nếu nó xấu thì trong khi vợ đi làm xa, nó đâu bảo bọc mẹ vợ, em vợ, con vợ. Đó là điều tốt. Thanh niên lúc bây giờ á, là vậy quá tốt. Thôi mình xin thành thật khẩn cầu xin một lần nữa các nhà mạnh thường quân và cộng đồng mạng bỏ qua cái lỗi sơ sót cho em, cho cháu nó đi. Làm vậy là tội cho cháu, tội nghiệp nó. Khi thằng Nam là thanh niên mà nó nói chuyện với mình đây, nó rơi nước mắt, nó khóc. Con khổ quá chú ơi, bây giờ con không biết nói sao. Thì mình mới nói với thằng Nam cứ im lặng, lắng nghe. Rồi khi Mười đã đi giải quyết xong mọi công việc, thì để anh chú lại tỏ bài với Mười, để mà nói lên cái nỗi lòng của con. Bây giờ con không phải là người như thế. Thành ra thì con cứ từ từ, con cứ chịu đựng, con cứ lắng nghe, không lên tiếng. Con im lặng là vàng, nếu con lên tiếng là con sai càng sai. Cái sai của con là đáng lẽ là con phải để cho Bo ở với mẹ một hai ngày. Cái sai đó sai của con vì tình phụ tử mà. Xa con mấy tháng nay thì nghe nói mẹ mất, thì về lo nuôi nắng lo cho con, tại con sống với mẹ vất vả. Cái đó là chú hiểu, nhưng mà cộng đồng có người ta hiểu, người ta không hiểu. Là như thế này, người ta không hiểu như thế này thì bắt buộc người ta phải nghĩ xấu về con. Khi mẹ bệnh cái ngày mà đưa đi á, thì á, không có Nam ở đây. Video quay hết, không có người chồng ở đây. Đúng, video quay hết không có. Nhưng mà khi mà hỏa táng thì em nghe là mẹ... Không, có... anh có lên đó là tặng, thấy gặp thằng Nam nói chuyện với anh. Là bị vì lý do như thế này nè, thưa các cộng đồng và mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Bị vì khi Nam nghe được là vợ chết, từ miền Tây đi lên đây 5 giờ bắt đầu mới đi, thì đi làm sao tới đây được. Yeah, thành ra tới 2 giờ mới tới, là đi thẳng lên lò thiêu luôn. Yeah. Đó là cái vắng mặt của Nam là vì lý do đường quá xa. Dạ, yeah, đúng rồi. Chứ không phải là người vô tâm. Bị vì cộng đồng thắc mắc là khi đám tang của vợ mà không có chồng, thì cái đó là đúng, nhưng mà có cái nó bị trở ngại trục trặc trên đường đi. Yeah. Khi Nam nghe được là Nam tóc đi liền, thì nó bị trễ như vậy, thì cúi xin cộng đồng thương cháu vì tình người đã nói mình giúp, mình không cần đền đáp, chủ yếu là giúp người được lành mạnh là mình vui rồi. Bị vì cái người có lòng có tâm từ thiện là như vậy. Thành ra mình một lần nữa mình xin thứ bỏ qua cái lỗi lầm và cái sai sót hay là cái tình cờ cho thằng Nam đi. Bị vì Nam nói là tình cờ với lỗi lầm sai sót, chứ không phải là cố ý hay là có cái tính toán xa vời, không có. Hàng ngày Nam cũng điện chú, giờ chú ở gần nó thấy chú có tâm, chú giùm ngói mẹ vợ con giùm cái, coi mẹ ốm đau rồi. Vừa rồi thì cô Út của bé Trâm đưa mẹ vợ đi khám, là Nam có điện lại hỏi rồi, mẹ có bệnh nhiều không chú. Rồi thành ra thằng Nam nói chung nó nói nó con mẹ bệnh vậy đó, mà cô Út không có tiền đi mượn tiền lời người ta lo cho mẹ. Tiền đám bữa hổm đã hết, tổng cộng bởi tính lộn là 18 triệu mấy trăm ngàn, 17 triệu mấy trăm ngàn. Mà tiền anh quan sát chứ chị Tư với cô nó chưa bao giờ nói anh. Anh quan sát, anh ghi chép đó. Bởi vì mình giúp người có đúng hay sự thật hay không. Thì tổng cộng hết 16 triệu, 15 triệu 640 ngàn.
chưa tính tiền chuộc điện thoại bé Tâm bữa bệnh đó, bé Trâm bữa bệnh đó, 1 triệu. Mua thêm tấm niệm mới, bị tấm niệm kia thì bỏ rồi, nè mới mua thêm tấm niệm này. Thì trong 17 triệu mấy trăm ngàn đã hết. Khi mà chở mẹ mẹ bé Trâm đi khám bệnh là cô phải mượn nợ. Nó mượn tiền lời 1 triệu ngày 20 ngàn. Đó là mình nói với... lấy tiền ngày là ngày 20 ngàn. Khi gia đình bé Trâm là gặp người tốt, không chồng cũng tốt, mà cô cũng tốt. Mà mình nói thẳng vì vụ việc này mình có mang cái tiếng là tào lao bao đồng nhiều chuyện, là người ở xóm mình ban cho mình, thấy mình khó khăn mà dám giúp đỡ vậy. Vợ mình cũng cằn nhằn nhưng mà mình nói vợ mình nó chẳng qua người ta biện hộ cho người ta thôi. Người ta làm không được, mình làm được. Thành ra mình chủ yếu là vừa thấy người ta cái câu nói ông bà nói là lá lành đùm lá rách. Mình không có lành nhưng mà mình không có nát. Thì bây giờ hoàn cảnh người ta nát thì mình đùm đi được cái nào thì được nấy. Mình chỉ được công. Thành ra thành thật thay mặt gia đình cảm ơn các cộng đồng và mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước. Cái người là coi như là cầu nối là 10. Cái hôm mà chị Tâm mất á, là đúng lúc là theo em được biết nay giờ 40 ngày 21 tháng 7. Thì đến 11 giờ 30 phút trưa ngày 21 là bắt đầu là đưa chị Tâm đi. Thì trong cái thời gian mà để báo tin cho anh Nam từ mà Hậu Giang lên tới đây là đi xe đò là còn phải hơn 6 tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Nên thành ra là về đây thì trong quá trình lúc nãy thì cô có chia sẻ rằng là trong quá trình đi lên đây thì anh đi lạc nữa. Đúng rồi. Nên, nhưng mà cũng rất là may là cái anh đã đến cái lò hỏa táng thì kịp thời để đưa chị Tâm về nơi nghỉ lần cuối. Còn theo cộng đồng nói là nó điều đó là nó không đúng là cái chỗ là do em. Nghĩa là em không có chia sẻ video đó. Thì hôm đó thì anh cũng biết rồi, em rất là mệt. Bởi vì từ sáng đến chiều em với anh mà nói chung anh cũng không còn ăn uống gì luôn. Dạ, nhìn đó em một buổi, nó không phải ở đây là em kể lẽ. Nhưng mà thật sự hôm đó em rất là đuối. Mà để chạy tới Lạc Hưu Viên, Bình Dương á, thì để là em không có đủ sức nữa. Nên cũng mong là cộng đồng mạng thông cảm cho em cũng như là gia đình bởi vì cái sự thiếu sót của em. Thì qua hôm nay thì em cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Dũng. Anh là người địa phương ở đây là cho nói cho một báo tin cho em biết để em kịp thời đến hỗ trợ cho gia đình. Đó là cũng là có phước duyên. Một cái điều mà em giúp, em cũng tha mặt mạnh quân giúp được cho gia đình trong cái thời gian khó khăn này thì em cũng rất là vui và cũng rất là cảm ơn anh rất là nhiều ha. Dạ thưa cả nhà, anh là anh Thanh, là con của cô Út. Thì chị Tâm mất thì anh cũng nói chung là cũng giờ anh với là anh Dũng chỉ có hai người đàn ông thôi cả nhà. Nên là anh Dũng với là anh Thanh là cũng xoay sở để lo cái đám tang cho chị Tâm á. Thì hôm nay thì mới đến đây thì cũng gặp anh thì anh cũng có vài lời chia sẻ đến cộng đồng mạng. Dạ em xin mời anh Thanh ạ. Dạ cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Giúp đỡ cho hai mẹ con. Dạ. Hai bà cháu rồi hết gia đình đây. Dạ. Em rất là cảm ơn. Yeah. Thật sự đây là giúp một người rất là hoàn cảnh rất là khó khăn, là đây là đúng là thật sự là khó khăn thật sự luôn. Yeah. Gia đình có 4 người mà không ai đi làm lao động gì được hết. Yeah. Đó. Thì em cũng cảm ơn Mạnh Quân với chú Phúc đã kêu hai người về lo lắng và trị bệnh cho đây là mợ. Yeah. Yeah. Em cũng cảm ơn. Yeah, yeah, yeah. Thôi bây giờ mình cũng xin tạm biệt. Dạ, và cái xin cộng đồng một lần nữa, xin cộng đồng là thương tình. Dạ. Mình không là người thân, người thuộc, chỉ là người láng giềng. Lối xóm đi uống cà phê gặp cái cảnh đó, thì mình khẩn cầu bỏ qua cho Nam đi nghe các cộng đồng. Dạ. Thôi mình xin chào. Dạ.